Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thâm Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thấy đấy, có những cái vụ kiện mà để giải thích cho đương sự để tâm phục khẩu phục, đó không phải là chuyện đơn giản các bạn ạ. Và chính bản thân tôi có nhiều khi cũng cảm thấy chơi với khi có một cái vị khách hàng họ mang những cái thông điệp, cái kỹ năng, cái hạn chế, và gần như là mình bằng cái sự uyển chuyển của ngành luật thì mình mới có thể giúp được họ. Tôi tạm đặt cái video của tôi hôm nay có tên là Tòa xử án tâm phục khẩu phục, giống như hồi xưa mà bao công xử án vậy các bạn, tâm phục khẩu phục. Câu chuyện của chị khách hàng như vậy các bạn ạ. Chị bảo với tôi rằng là khi mà ba mẹ chết thì bên phía gia đình chồng của chị có tổng cộng là 10 anh chị em. Thì trong 10 anh chị em đó thì có 8 người ủy quyền cho, đồng ý không nhận di sản và đồng ý cho chồng chị cái phần di sản đó. Và thế là chồng chị tiếp tục quản lý sử dụng, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong cái quá trình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chồng chị đã có vay vốn của ngân hàng. Thì chị bảo với tôi rằng là chẳng may thì anh chồng chị mất. Thì khi mà mất như vậy thì tất cả anh chị em của chồng lại có một cái việc là đi khởi kiện để chia thừa kế. Cái cơ sở họ chia thừa kế là họ hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do rằng là tại cái thời điểm mà họ thỏa thuận đó, cái văn bản mà khai nhận di sản thừa kế bỏ sót hàng thừa kế. Hồi đó là 10 người trừ ông chồng của chị ra, còn lại 9 người, tuy nhiên có một người không ký. Chị bảo với tôi, chị điện cho tôi mà chị tư vấn mang tính chất rất là áp đặt. Áp đặt lý do hay sao các bạn biết không? Luật sư ơi, tòa xử tôi thua rồi, nhưng mà tôi không cam tâm. Luật sư biết thì sao không? Ai cũng nói là cách đây mười mấy năm các anh chị em đã tự nguyện cho cái phần đó cho chồng tôi rồi. Và cái anh ủy ban nhân dân xã ảnh cũng nói như vậy. Ảnh cũng nói rằng là anh ủy ban nhân dân xã ảnh cũng nói là thôi thì cái việc mà khởi kiện chỉ hoàn toàn đúng. Và tôi nói thiệt với luật sư đó, cả làng, cả xóm tôi hỏi ai cũng nói là đúng. Thú thật với quý vị và các bạn, khi mà kể về một cái câu chuyện này thì tôi cũng cảm thấy rằng là có những lúc luật sư cũng phải sử dụng một chút quyền lực. Tôi bảo vậy thôi, nếu như trong trường hợp chị cho rằng là cái việc khởi kiện của chị, cái việc mà tòa xử không đúng, mà tất cả mọi người đều nói không đúng, cả làng xóm, cả những người mà quen biết chị không đúng, thì hôm nay chị điện cho luật sư làm gì? Và các bạn biết không, bằng một cái sự lội ngược dòng, tôi bảo với chị rằng là thế chị cho rằng bản án xử đúng hay sai? Thì chị bảo rằng là bản án xử sai. Tôi bảo chị đã kháng cáo chưa? Chị bảo đã kháng cáo rồi. Tôi mới bảo với chị rằng là thế chị hiểu như thế nào về nguồn gốc đất? Anh chồng của chị cũng là một trong những người đồng thừa kế, và tất cả các anh chị em chồng họ cũng là những người đồng thừa kế. Và bằng cái kinh nghiệm tư vấn, bằng cái kiến thức pháp luật, tôi dẫn giải cho chị. Tôi bảo rằng là
nó phải có nguồn gốc. Nếu cái văn bản mà tại thời điểm ba mẹ chị mất mà các anh chị em đủ người, đủ thành phần, đầy đủ, không bỏ sót hàng thừa kế, thì chắc chắn nó sẽ không xảy qua vụ kiện tụng hôm nay. Thì chị bảo với tôi rằng là nhưng mà sót lắm luật sư ơi, vì tại bởi cái hồi xưa mà hai vợ chồng em quản lý sử dụng là đất nó là hoang hóa. Trong có quá trình quản lý sử dụng thì nhà em đã được bồi bổ, đã được nâng lên cái giá trị của đất. Đất đai bây giờ cao lắm, nhiều lắm. Mà nếu như trong trường hợp mấy anh chị em chồng của em nếu khởi kiện thì phải hỏi em một tiếng. Thôi thì tôi không bàn. Thú thật với quý vị và các bạn, có những vụ tư vấn có phí, có những vụ tư vấn miễn phí. Tuy nhiên tôi vẫn đưa cho cái người tư vấn một cái sự công bằng chung nhất. Và một cái niềm vui trỗi lên trong tâm hồn của tôi, đó là chị đã hiểu được rằng về mặt bản chất, cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh chồng chị bị hủy là do bỏ sót hàng thừa kế. Và việc bỏ sót hàng thừa kế dẫn đến việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không xa lắm. Mà khi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các bên trong đồng thừa kế có quyền chia lại theo quy định của pháp luật. Và có vẻ rằng là tôi cũng không nhìn được nét mặt của chị, tuy nhiên rằng tôi thấy có một cái sự vui vẻ trong thái độ, trong cái hợp tác của chị với luật sư. Thú thật với quý vị và các bạn, đó là một cái niềm vui, một cái nghề tôi chọn. Dân ta phải biết luật ta. Tôi muốn xung hành, tôi muốn cùng với quý vị trên con đường đi tìm cái sự công bằng. Khi các bạn đến với tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức. Nếu quý vị và các bạn là những người được lợi thì chúng ta sẽ bằng cách này đó để chúng ta bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu quý vị và các bạn là những người bị thiệt hại trong cái vụ việc này thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn lời khuyên pháp lý. Để kết cái video này thì tôi nhớ cái vào khoảng chừng 2 tháng đầu tôi làm chương trình Dân ta phải biết luật ta, có một anh bạn cũng khá thân, anh bảo với tôi rằng là luật sư ơi, hình như chỉ có một cái điều gì đó không ổn. Tôi bảo tại sao anh nói tôi là không ổn. Hình như khi kiến thức của chị đưa đến cho họ thì họ biết và họ khởi kiện, đúng hay không đúng? Dường về cái quyền phán quyết của tất cả các anh chị em trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi chỉ kết cái câu chuyện nó như thế này. Một chị phụ nữ điện cho tôi, chị bảo rằng là chị biết làm sao không? Trong gia đình em, ba em cho mấy anh em con trai mỗi người là 5 công đất, mấy anh em con gái, mấy chị em con gái mỗi người có 3 công đất mà thôi. Đó, quý vị và các bạn biết không, cái phong tục Á Đông, cái sự có một cái sự phân biệt giới tính nó hiện rõ trên từng mỗi một cái gia đình. Đó cũng là một cái lý do tôi làm nên cái chương trình này. Tôi không muốn gia đình quý vị và các bạn biết luật để tranh chấp đâu. Tuy nhiên các bạn biết không, đây là một cái nỗi ám ảnh của tôi. Khi tất cả các anh chị em đều nghèo hết, tuy nhiên một người am hiểu pháp luật, cũng giống như câu chuyện của người Úc vừa mới, và họ đã nhờ cái dịch vụ và họ đã hoàn thiện về giấy tờ. Cho tới khi ba mẹ họ mất thì chỉ có một người được cái tài sản, mà đáng lẽ rằng tổng cái tài sản đó chia cho tất cả các
hàng thừa kế, thì có lẽ cái câu chuyện về công bằng nó vẫn tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, có lẽ các bạn sẽ lên án luật sư Thu. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thắp lên một cái ngọn lửa trong lòng quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị thiệt hại, thì chúng ta hãy đi khởi kiện bằng cách thỏa thuận từ những người trực tiếp quản lý di sản của ba mẹ. Nếu trong trường hợp chúng ta không thỏa thuận được thì chúng ta hãy đến khởi kiện nhé. Chứ để nói rằng chương trình của luật sư Thu là nồi da sáu thịt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với tôi trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn.